Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến channel của mình Kitten Mèo VN. Hôm nay mình sẽ quay video về bọn mèo Min. Ở trong cái chậu màu trắng kia có một con cóc nó đang nhảy vào đây này. Đó. Bé mèo Min này rất là tò mò. Rất tò mò về con cóc này. Bây giờ đang là buổi sáng sớm, 6 rưỡi sáng ở Việt Nam. Em rất là nghịch luôn. Cái mini này bé rất là nghịch, rất là thích chơi với cóc, với lại dán gà nữa.